em lần đầu tiên anh Phương nói là trong đây có người cao tuổi bị gia đình đem vô đây gì đó, rồi vô đây thấy tội quá à. Em thấy em cầm lòng cũng không được. Em cũng chịu không nổi, tại em thì cũng mắt ta vô thấy mấy chú vậy em. Chào mừng các bạn đến với kênh Minh Phương Vlog. Thì đây là mấy trái nho hai vợ chồng hồi sáng này mới đi chợ về. Mấy trái nho này để dành ngày mai Phương đem vào bên trong chỗ mà trung tâm dưỡng lão xã bên Mỹ để gửi mấy ông mấy bà dùng tráng miệng. Tại vì ngày hôm qua Phương có đi cắt tóc ở trong trung tâm dưỡng lão xã bên Mỹ, thì cái video đó mẹ nhà gia đình Phương có xem, thì mẹ Phương thấy vậy, thấy mấy ông mấy bà lớn tuổi định vào thăm nhưng mà mẹ bên Bình Dương không thăm được, nên mẹ có nhờ hai vợ chồng nấu một buổi điểm tâm sáng để mà đem vào trỏng để mà mời mấy ông mấy bà dùng. Thì hôm nay hai vợ chồng Phương với chị hàng xóm nữa sẽ nấu nuôi với thịt bằm, tại vì mấy ông mấy bà trỏng lớn tuổi không có kiểu không mới đầu định nấu cơm, nhưng mà thôi để nấu nuôi làm điểm tâm sáng cho dễ ăn mọi người. Thì sau khi nấu nuôi xong thì Phương sẽ đem vào chẩm với mấy quả nho để dành cho mấy ông mấy bà ăn tráng miệng. Nuôi mà nuôi thịt này giống ở chơi kia. Rồi em mới mua đó, em mới mua chia mua trắng. Chị có ăn trắng ăn chứ. Cũng thế. Ừ. Không, bây giờ bắt đầu cái này không? Không phải, cái bà này là bà. Nhiều quá. Cho được, tại vì không có tới cho nó 5 viên đi, nuôi ít thôi. Chị muốn ngon nữa, ăn đi không? Vậy lại. Thơm lắm. Thơm lắm. Ông nội miếng nha. Mình muốn thịt thấp mình miếng đi luôn. Cái tự nhiên mà đi nhắm nhắm cái ở trên sửa mà không, không phải bị chửi hoài nó hửi thôi, hửi thôi nó biết mặn ngọt không biết hả. Nào anh đi là anh chỉ có lên xe thôi. Mình xả gì mình nấu dễ nè chị Chi. Đúng rồi, nấu nó rinh rồi. Nó không có lên. Em lúc trước vậy đó, em lấy xong vậy em rửa xong thì em bật lại lần nữa. Nó không bị nước nhớ. Bỏ đúng rồi. Cho nó thôi mình đổ từ từ vô, mình vớt cái này ra. Đúng rồi. Ừ, hả? Ừ. Mà trước khi nấu thì nó rửa qua 5 cái nước rồi. Xong rồi em giao cho đâu đấy.
Bây giờ cũng gần 7 giờ mọi người, thì giờ mấy chị em ở sớm, chị Phi với Biên với bà xã chỉ cần đổ nước sôi này kia, đúng rồi, đổ nước lèo vô cái bịch nuôi là đem lại cho mấy ông bà thôi. Thì từ đây tới đó cũng gần thôi, khoảng chừng 20 phút tới chỗ. Đó là chạy chậm á, chạy vừa vừa chứ chạy nhanh không tới. Ở cái xóm Phương ở có được mấy phụ nữ, ai cũng nhanh lẹ, nghe kêu nghe nói về làm việc thiện là ai cũng tháo gác nhanh lẹ, thanh niên cũng vậy. Trong hẻm là cũng được mấy thanh niên á chị Phi, nguyên thì đó, mỗi lần đi đâu mà có mấy người đó cũng được. Còn nấu nướng thì có chị với lại chồng lên, vậy có sao không chị? Biên là theo không được không chị? Được. Không chắc lắm, biến một chắc gì đó không có ấy mình. Đó đây, nó nước eo gần kẹt, gần xong. Có cái cọng hành nè, có không hành nó về nè. Còn mình hộp tô da chút xíu về mình hâm, mình bỏ vô nó xong. Đúng rồi. Bịch cuối cùng. Thôi đi ngoài đi, mình làm đi. Cho nó nấu. Đi đi để đó. Kêu anh. Thương ơi. Ồ. Gì vậy? Em có nghe hôm nay anh đi vô thăm ông bà trong viện dưỡng lão. Ừ. Em có ít trứng nhờ anh dở cho ông bà trong viện dưỡng lão. À, được. Mấy ông bà cảm ơn em ha. Dạ. Bịch trứng luôn, bịch trứng trước nữa, bịch trứng ở sau nữa kìa. Để trồng lên, để trồng lên chứ. À, sáng ha. Dạ, cô. Sáng chưa? Dạ dạ. Ừ, nó ok. Mình giờ có mình cô là biết được chữ luôn hả cô? Không mình. Ờ. Không mình làm mình. Làm mình là nó hơi lâu tí, có người thì đỡ cô ha. Ờ, bình thường thôi. Dạ. Người làm gì? Người lô bô đi tới thì luôn vướng bận đi. Dạ. Đây cái thầy phần cơ đâu có thầy. Dạ con chào cô. Chào bà. Thầy cũng đổ luôn nha. Dạ. Tối nào có thầy nè. Đây đây. Dạ. Thầy cũng nghe nè. Dạ. 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 Trong phòng mình là được hai người hả bà? Dạ, ba người. Dạ. Đó cái chè cô này. Dạ. Bốn người đi thanh người. Dạ. Tay tôi của ai? Của anh này nữa này. Cho con mặt luôn. Với bốn một bịch hay là không, cái ông đó, ông áo đỏ đó, ông áo đỏ là nguyên một cái tô này nè. Không, một tô đỏ, cái ông áo đỏ. Cho tao ăn, cho con. Này ông ơi. Để em bàn tôi đi. Em. Cái bừng đỏ á. Con nãy bịch nho đi luôn nha ông. Dạ dạ, để cảm ơn cô. Dạ. Nó kém ăn bừng. Dạ dạ. Không, đứa thằng này thôi. Dạ, không sao đâu.
Anh ăn ít hả? Dạ. Sáng ăn ngon nha. Dạ. Sáng ngon miệng nha. Mấy cái chú ở trong phòng đó là sao con? Hả? Mấy cái chú trong phòng đó. Đó đây nè, phòng của mấy ông này nè. Tôi tự lấy đi, tôi tự biết đó. Đó đây. Tắm chưa? Cái này là còn dư là một tô là cái thằng này nó không ăn. Thằng này nó ăn cơm hồng nó ăn mấy hồng nữa. Không ăn, không. Không, chị bưng vô đây, trong đây nè. Đen nho rồi, cô chị cũng bưng cho. Đứa đó không ăn đen nho không? Đưa ngoài xe cô. À rồi. Không còn mấy, còn 4 5 người trong đây nữa nè. Không, 4 5 người này chưa tắm. Để chút xíu. Vì mình để lát là đưa vô thăm nè, vô nhìn mấy chú nè. Thôi, ra đây, không nhìn. Chào mấy chú. Còn đây này con. Cô tự chia con. Rồi. Dạ. Cảm ơn nhiều nha. Dạ, chào mấy chú, chúc mấy chú ngon miệng nha. Con về nha. Cảm ơn chú. Dạ. Ăn ngon miệng nha, em về nha. Mà tội nghiệp cô quá à. Có gì đâu trời. Bình thường thôi, có gì đâu. Thôi dạ con về nha cô. Rồi, chào con về. Nhớ ăn cháu. Chào bà. Dạ. Chào tất cả nha. Cảm ơn nhiều nha. Dạ con chào thầy con về. Dạ. À, em lần đầu tiên anh Phương nói là trong đây có người cao tuổi bị gia đình đem vô đây gì đó, rồi vô đây thấy tội quá à. Em thấy em cầm lòng cũng không được. Em cũng mong cho mấy cô mấy chú chổng có sức khỏe đặng mà mình có dịp gì á, mình hỗ trợ được cái gì thì mình hỗ trợ tiếp. Yeah. Em thấy gì em cũng cảm động quá à. Chắc em cũng có là còn đến dài nữa, không biết nói sao nữa, tại vì quê thì cũng như ở đây nhưng mà dưới quê em đông hơn. Ừ. Lần trước á, em đi thì cũng đi chung với đoàn vô cho đồ. Em thấy em cũng chịu không nổi. Tại vì em thì cũng mất ba. Vô thấy mấy chú vậy em khác, nhưng mà không có đến nỗi bằng cái chỗ của chỗ anh Phương nói chỗ này nữa. Em thấy em sốt quá. À. Không có người được chăm sóc quá, thấy tội quá, cũng vậy, nhìn đi ngang như ba mình hoàn cảnh gì đó. Mà mình làm con mà mình không có làm được gì thì mình cũng bất hiếu lắm rồi. Bỏ cha mẹ mình gì. Vào tâm sự họ mừng lắm. Tại vì không có người thân vô thăm. Bỏ cho đa số đưa vào xong rồi cứ nói ừ nửa tháng con vào thăm. Nhưng mà khi mà hỏi thăm là 5-10 năm, có nhiều 5 năm chưa vào thăm luôn. Đó, nhiều hoàn cảnh lắm. Nhưng mà thấy khổ nhất là chị thấy mấy cái người, mấy cái chú này không? Bị bại liệt á, trên cơ thể của người không còn. Thường là bỡ là nịch tả. Em không biết là sáng sớm tắm. Em yêu cho ông bà vậy là một cái niềm vui của mình đó. Em rất là vui. Rồi, cảm ơn em. Sẽ đến từ từ nữa. Cảm ơn chị Phi với Biên nhiều nha. Dạ. Yeah.